Hello cả nhà, mình là Thúy Anh, là nhà phân phối của tập đoàn Maxicorp và hiện tại mình đang phân phối dòng sản phẩm thạch dứa giảm cân. Và thời gian gần đây thì có rất nhiều khách hàng của anh liên hệ và hỏi anh là: "Anh ơi, ở bên Maxicorp của em có mấy cái dòng sản phẩm thạch dứa và hiện tại có phải là có thêm một cái dòng sản phẩm thạch dứa và kết hợp với một số nguyên liệu khác phải không?" Thì hôm nay anh sẽ làm cái video clip này để giải đáp cái thắc mắc này của cho tất cả mọi người nha. Thì anh khẳng định luôn với tất cả mọi người là bên Maxicorp của anh chỉ có một cái dòng sản phẩm thạch dứa giảm cân duy nhất với cái mẫu mã như thế này thôi, và không có một cái sản phẩm thạch dứa nào mới mà kết hợp với một cái số nguyên liệu khác nha. Và như các bạn cũng đã biết là những cái sản phẩm mà nó hot này, nó chất lượng này được rất nhiều người quan tâm và tin dùng, thì nó sẽ có những cái vấn nạn. Thứ nhất là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với giá rẻ hơn rất là nhiều, nó sẽ tràn lan trên thị trường. Thứ hai nữa là một số công ty họ sẽ sản xuất một cái dòng sản phẩm cũng là thạch dứa đi, nhưng mà nó cái mẫu mã nó hơi khác này một chút, hoặc là cái tất nhiên là cái thành phần của sản phẩm nó cũng sẽ khác, nó không thể giống như thế này được, đúng không ạ? Vậy thì mình là những khách hàng thông thái mà thời đại 4.0 rồi, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nó ăn uống vào cơ thể, đặc biệt là những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm rất là nhạy cảm, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ, lên mạng chúng ta có thể tìm hiểu kỹ cái dòng sản phẩm đó là thành phần nó như thế nào này, công ty ở đâu, rồi xuất xứ nó như thế nào. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta sử dụng, chứ không phải là chúng ta chỉ chăm chăm chúng ta thấy giá nó rẻ hơn mà chúng ta mua. Tại vì các bạn cũng đã biết những cái sản phẩm mà hàng giả, hàng nhái hay là hàng kém chất lượng, khi mà chúng ta có thể là chúng nó sẽ rẻ hơn cái sản phẩm thật rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta ăn vào cơ thể thì sao mà đảm bảo được cái sức khỏe của chúng ta, đúng không? Hoặc là hiệu quả của sản phẩm nó như thế nào, thì làm sao mà chúng ta có thể đem tính mạng của mình hoặc đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa được, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm thì tốt nhất An khuyên các bạn là hãy mua hàng chính hãng từ công ty, mua hàng từ các đại lý, nhà phân phối chính thức của công ty, và chúng ta hãy mua hàng đúng giá, đúng theo giá niêm yết. Thì anh cũng hướng dẫn cho mọi người luôn cái sản phẩm này, khi mà mọi người mang về mua về á, thì chúng ta hãy kiểm tra xem là nó có đầy đủ tem mác hay không, có bị móp méo hay không. Và đây là cái tem này này, có một số người thì sẽ hàng giả thì họ sẽ sản xuất con tem này nhưng mà họ sẽ đục lỗ và nói với mình là hàng này hàng tồn của công ty ra, không thể truy xuất được nguồn gốc, nhưng mà đó không phải nha. Thì tem đây này, chúng ta có thể cào cái mã này ra và nhắn tin theo cú pháp để biết được là sản phẩm này là thật hay giả nha. Hoặc là chúng ta có thể tải phần mềm iCheck á, chúng ta quét cái mã vạch này thì nó sẽ hiển thị được hết thông tin là sản phẩm tên gì này, rồi giá bao nhiêu, công ty ở đâu, rồi nhà máy sản xuất như thế nào. Thế là các bạn là khách hàng thông thái mà bây giờ thời đại 4.0 thì chắc hẳn là ai chúng ta cũng có thể tìm hiểu trên mạng rất là nhiều. Thì chúng ta là những khách hàng thông thái thì tốt nhất là chúng ta hãy hãy tìm hiểu thật kỹ và mua hàng chính hãng từ đại lý của công ty nha. Còn bạn nào mà chưa biết mua ở đâu á thì các bạn cứ liên hệ với An, inbox cho An sẽ tư vấn cho các bạn nha.